Xung đột Nga và Ukraine vẫn hết sức căng thẳng khi mới đây Nga tung đòn phản công dữ dội ở Kursk. Tổng thống Zelensky đã tức tốc ra tuyên bố nóng. Không chỉ tại Kursk, tình hình tại Biển Đen cũng căng thẳng không kém. Cuộc tập kích mới đây của Nga với hơn 100 tên lửa đã cho thấy hạm đội Biển Đen Nga vẫn duy trì năng lực tác chiến bất chấp chịu tổn thất từ Ukraine. Trong khi đó, khi đề cập tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với kỹ năng chiến đấu của quân đội Nga và đưa ra tuyên bố bất ngờ. Tình hình Trung Đông vẫn rực lửa khi mới đây Palestine lên án kế hoạch của Israel liên quan tới nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Trong một diễn biến liên quan, Ai Cập đã lên tiếng cảnh báo tới Israel và nhấn mạnh không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của Tel Aviv dọc theo hành lang Philadelphia. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là phần tin chính có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hãng thông tấn cát mới đây dẫn lời chỉ huy đặc nhiệm Atmat của Chechnya cho biết lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Cớt từ tay quân đội Ukraine trong khi đó, về phần mình, Ukraine thừa nhận một trong những lý do Kiev mở chiến dịch đột kích vùng này của Nga là khắc phục hạn chế về năng lực tấn công tầm xa. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov Al thông tin, tôi vui mừng thông báo rằng đơn vị Arbat đã hoàn toàn kiểm soát hai khu định cư Nisnenaya, Parovaya và Nechayev. quyền kiểm soát được thiết lập ngay sau đó. Ông Apti Alaudinov cũng nhấn mạnh không có thay đổi cụ thể nào diễn ra trong tình hình trên tuyến giao tranh. Thiếu tướng Apti Alaudinov lưu ý, đối phương thực sự đã chịu tổn thất lớn, họ tấn công suốt cả ngày và chịu tổn thất rất lớn chính vì điều đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 6.200 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở khu vực Kursk. Theo thông báo, trong một ngày tính đến thời điểm công bố, Ukraine mất 400 quân nhân và 27 đơn vị xe bọc thép, bao gồm một xe tăng. 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân và 21 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực Kursk. Nga cho hay các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Bắc của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine và ngăn chặn các nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine theo 8 hướng trong khu vực. Ukraine chưa bình luận về các con số mà Nga cung cấp. Ukraine tấn công vào Kursk và sau đó tuyên bố kiểm soát hơn 90 khu định cư của Nga tại đây. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sự hiện diện của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk và những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa của Nga trên chính lãnh thổ của họ cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí tầm xa. Ông lưu ý, những khu vực mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine chủ yếu là không phận của tỉnh Kursk và Belgorod, các khu vực biên giới khác của Nga, vùng biển đen và bán đảo Crimea. Ông Zelensky nói, mỗi cuộc tấn công này đòi hỏi chúng ta đáp ứng nhu cầu cung cấp cho lực lượng phòng vệ đủ vũ khí tầm xa để có thể nhắm vào các khu vực đối phương triển khai tấn công chúng ta. Đây là chiến thuật tối ưu và chúng tôi mong đợi những quyết định từ đối tác về việc hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực tầm xa. Trận tập kích của Nga với hơn 100 tên lửa vừa qua đã cho thấy hạm đội biển đen Nga vẫn duy trì năng lực tác chiến bất chấp chịu tổn hại từ Ukraine. Lực lượng Nga sử dụng nhiều loại vũ khí trong trận tập kích, trong đó có 28 tên lửa hành trình Kalib phóng từ chiến hạm mặt nước và tàu ngầm ở phía đông biển đen. Theo không quân Ukraine, việc hạm đội biển đen Nga tham gia chiến dịch hiệp đồng cho thấy đơn vị này vẫn có khả năng tham gia các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, dù chịu thiệt hại đáng kể từ đối phương. Trước đó, Ukraine tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Do không sở hữu chiến hạm cỡ lớn sau khi tự đánh chìm xóa hạm vào năm 2022, quân đội và an ninh Ukraine phụ thuộc vào xuồng cảm tử cùng tên lửa diệt hạm nội địa để tấn công hạm đội Biển Đen. Các vụ tập kích của Ukraine dường như khiến Nga phải điều chuyển lực lượng từ bờ biển phía Tây sang phía đông bán đảo Crimea. Bất chấp thiệt hại đáng kể mà hạm đội Biển Đen hứng chịu, một phát ngôn viên hải quân Ukraine thừa nhận Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờ ở khu vực, trong đó có chiến hạm mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Quay trở lại cuộc tấn công vừa qua của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên Telegram rằng đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất, có hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 UAV kiểu xa hết. Giống hầu hết các cuộc tập kích trước đây của Nga, lần tấn công này cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ngoài ra phía ukraine cho biết thêm hệ thống phòng không của nước này đã được triển khai để đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone của nga vào thủ đô kiev theo hãng tin reuters nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở kiev lực lượng phòng không ukraine ngay sau đó đã cảnh báo toàn bộ đất nước đang bị đe dọa bởi một cuộc tấn công bằng vũ khí đạn đạo của nga hiện chưa rõ các tiếng nổ là do hoạt động của hệ thống phòng không hay do các vũ khí đánh trúng mục tiêu trong khi đó phía nga tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ukraine và đánh trúng tất cả mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ nhắm vào các trạm biến áp điện ở 9 khu vực, trong đó có Kiev và Odessa. Truyền thông Ukraine cho hay lữ đoàn cơ giới số 54 của nước này gần đây đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa vào bãi huấn luyện bên trong một căn cứ quân sự Nga. Đoạn video được trang min.in.ua trích dẫn cho thấy máy bay không người lái UAV Shark của đại đội Divine Punishment thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần căn cứ quân sự Nga đặt tại khu vực Donbass đã phát hiện nhiều binh sĩ Nga đang có mặt trong bãi huấn luyện. Chiếc UAV Shark sau đó điều hướng hỏa lực để lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine sử dụng hai tên lửa M30A1 mang theo đầu đạn chùm tập kích bãi huấn luyện binh sĩ của đối phương. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về thông tin và hình ảnh do trang bin.in.ua trích dẫn. Ở một diễn biến khác, thông báo của điện Kremlin vừa qua cho biết chính phủ Liên bang Nga cùng với cơ quan hành pháp của các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk cần đảm bảo việc hỗ trợ tài chính bằng các quỹ của ngân sách liên bang cho các đơn vị phòng thủ lãnh thổ của vùng Belgorod, Bryansk và Kursk tùy thuộc vào số lượng đầu mối bao gồm hỗ trợ cho việc thanh toán các khoản trợ cấp cho những người thuộc các đơn vị khi xem xét những nhiệm vụ mà họ thực hiện, cũng như đảm bảo nguồn cung cho các đơn vị đó. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng chỉ đạo khẩn yêu cầu xem xét nhu cầu bổ sung về vận tải đặc biệt ở các vùng Benkrod, Bryansk và Kursk và sắp xếp nguồn cung nếu cần thiết. Thủ tướng Ukraine Mikhail Mishustin và những người đứng đầu các khu vực Vyacheslav Gladkov, Alexander Bogomaz và Alexei Semenov đã được chỉ định chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề này. Cách đây hơn một tuần, Hội đồng Phối hợp về An ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga cũng đã nhóm họp phát biểu tại cuộc họp. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, ông Andrei Belousov cho biết, đã bổ nhiệm Trung tướng Junus Bek người hiện đang có mặt ở tỉnh Kursk, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp về An ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, nước này đã thành lập ba nhóm quân sự mới, để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine và các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk. Ông Belousov nhấn mạnh, các đại diện của Bộ Tổng Tham mưu và các chỉ huy của các nhóm quân sự Belgorod, Kursk và Bryansk có trách nhiệm bảo vệ công dân và lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, cũng như các phương tiện tấn công khác, và họ phải liên lạc trực tiếp với các khu vực 24 trên 7. Tại một cuộc họp về tình hình ở các khu vực giáp biên giới Ukraine, thống đốc khu vực Bryansk Alexander Bogomaz cũng đã đề nghị Tổng thống Nga cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ lãnh thổ. Truyền thông Ukraine mới đây cho biết, 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã đồng loạt cất cánh từ nhiều sân bay khác nhau trên lãnh thổ Liên bang Nga. Không quân Ukraine trong một bài viết trên Telegram cảnh báo hoạt động của 11 máy bay Tu-95MS đã được ghi nhận trên không phận Nga. Báo cáo ban đầu cho biết, 6 máy bay Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenia, 4 máy bay khác từ sân bay Angel và một máy bay từ sân bay Diagilevo. Không quân Ukraine yêu cầu người dân theo dõi các thông báo liên quan đến cảnh báo trên không do có thể xảy ra một cuộc tấn công tên lửa. Không quân Ukraine tiếp tục thông báo, không quân Nga đã phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Theo đó, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã cất cánh ở Nga. Thị trường Kiev, ông Vitaly Klitschko xác nhận đã xảy ra tình trạng mất điện ở một số quận của thủ đô. Sau đó nói thêm rằng nguồn cung cấp nước trong thành phố đã gặp vấn đề. Ông Ruslan Kravchenko, quan chức chính quyền Kiev cho biết các cơ sở hạ tầng tại Kiev đã bị tấn công, đồng thời thông báo chính quyền đang thiết lập các trạm cộng đồng, cung cấp các điểm sạc điện thoại và truy cập Internet cho cư dân bị ảnh hưởng do tình trạng mất điện. Ditech, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine tuyên bố lệnh cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên khắp Ukraine. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cảnh báo trong một bài đăng trên Telegram, mong muốn phá hủy ngành năng lượng của chúng ta sẽ khiến Nga phải trả giá đắt cho cơ sở hạ tầng của họ. Thị trường thành phố Igoterekov xác nhận nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Kharkov. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được báo cáo ở Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, kremenchuk Dnipro, Khmelnytsky, Kropivinsky và Kriviri, cũng như ở các tỉnh Elvip, Rivne, và Ivano Frankivs. Trong diễn biến có liên quan, ông Sergei Lebedev thuộc lực lượng ngầm ủng hộ Nga cho biết trên Telegram máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây viện trợ cho Kyiv có thể đã bị tấn công. Ông Lebedev viết, không chỉ có các cơ sở năng lượng bị tấn công mà các thùng nhiên liệu và một nhà chứa máy bay ở thành phố Ivano Frankivs phía tây Ukraine cũng đã bị nhắm trúng. Theo lực lượng ngầm ủng hộ Nga, hai chiếc máy bay F-16 được cất giữ ở đó. Ukraine đã nhận 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Theo Reuters, mới đây, Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner tuyên bố họ chỉ hoạt động ở châu Phi và đồng minh Belarus của Nga, trong khi binh sĩ của nhóm này không còn tham chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine nữa. Trong một tuyên bố hiếm hoi, Wagner khẳng định các thành viên của nhóm này chỉ hoạt động ở châu phi và belarus wagner tuyên bố không có sư đoàn nào của tập đoàn này nằm trong lực lượng vệ binh quốc gia nga hàng ngũ của bộ quốc phòng nga hay bất kỳ nơi nào khác wagner không tham gia kế hoạch quân sự ở giai đoạn này tuy nhiên wagner lưu ý trong trường hợp tình hình thay đổi chúng tôi sẽ thông báo vai trò của wagner ở châu phi ví dụ như trong việc hỗ trợ chính quyền quân sự ở mali là một nguồn lo ngại đối với phương tây ở ukraine Nhóm này đã tham gia tích cực trong giai đoạn đầu kế hoạch quân sự của Nga, đặc biệt là trận chiến kéo dài giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, mà cuối cùng họ đã giành được vào tháng 5 năm 2023. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố mới đây, Bộ ngoại giao Ukraine cảnh báo Belarus không nên phạm phải những sai lầm bi thảm trong lúc Minsk chịu áp lực từ Nga. Kyiv kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus dừng những hành động không thân thiện và rút quân khỏi khu vực biên giới. Bộ ngoại giao Ukraine nói các lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung số lượng binh sĩ đáng kể cũng như vũ khí dọc theo biên giới phía Bắc của Ukraine với Belarus dưới chiêu bài tập trận. Theo báo The Kiev Independent, bộ này dẫn lại thông tin do các nguồn tin tình báo của Kiev thu thập được. Họ cho rằng lực lượng đặc nhiệm Belarus và các cựu chiến binh thuộc tập đoàn Wagner của Nga nằm trong số những lực lượng hiện diện ở biên giới. Cùng với đó là xe tăng, pháo, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật được bố trí tại vùng Gomen của Belarus gần biên giới phía bắc của Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, Kiev chưa bao giờ và sẽ không có bất kỳ hành động không thân thiện nào chống lại người dân Belarus. Hồi cuối tháng 7, kênh Telegram có liên hệ với lực lượng Wagner thừa nhận lực lượng này hứng chịu tổn thất nặng nề trong một cuộc giao tranh ở Mali. Wagner cho biết, lực lượng này cùng với quân đội Mali đã giao tranh khốc liệt với liên minh của nhóm ly khai Tuareg và các nhóm thanh chiến. Ông Andriy Yushov, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine thừa nhận Kiev có liên quan đến các cuộc phục kích gây thương vong lớn cho Wagner ở Mali. Phiến quân Tuareg được cho là đã phục kích ở khu vực đoàn xe quân sự của Mali và Wagner đi qua. Tuy nhiên, ông Yusuf không nêu rõ liệu binh sĩ Ukraine có tham gia vào cuộc chiến hay có mặt ở Mali hay không. Ông cho biết GUR sẽ không thảo luận chi tiết vào lúc này nhưng sẽ công bố nhiều điều nữa. Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có cuộc gặp nào với CEO Telegram Pavel Durov bên thềm chuyến thăm Azerbaijan của nhà lãnh đạo Nga vào đầu tháng. Trước đó truyền thông phương Tây cho biết, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp riêng với CEO Telegram trong chuyến thăm đến Azerbaijan. Còn theo kênh Telegram Win Win Ông Durov đã có cuộc đối thoại kéo dài khoảng 5 phút với nhà lãnh đạo Nga. Ngoài ra, CEO Telegram làm việc với nhiều quan chức cấp cao khác của Điện Kremlin. Trong khi đó, kênh Telegram Baza cho biết các quan chức Nga đã đề xuất ông Putin sẽ gặp ông Durov ở Baku nhưng Tổng thống Nga từ chối. Khi được hỏi về việc Pháp tiến hành bắt giữ ông Durov ngay tại sân bay Paris, ông Peskov từ chối bình luận về vấn đề này, đồng thời cho biết Moscow không rõ CEO Telegram bị cáo buộc các tội danh nào. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, các cơ quan chức năng của Nga vẫn đang theo dõi vụ việc trước khi đưa ra phát ngôn chính thức. CEO của Telegram Pavel Durov, 39 tuổi, mang quốc tịch Nga, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và Sankis và Nevis đã bị cơ quan tư pháp của Pháp bắt giữ sau khi máy bay riêng của ông hạ cánh xuống Paris. Hiện vẫn chưa rõ cáo buộc chính xác mà doanh nhân công nghệ này có thể phải đối mặt. Các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin, lệnh bắt giữ ông Durov được phát đi bởi OFMIN, một bộ phận của Cục Cảnh sát Tư pháp Quốc gia Pháp, với các cáo buộc liên quan đến gian lận, buôn bán ma túy, bắt nạt trên mạng, tội phạm có tổ chức và khủng bố. Theo truyền thông Pháp, vụ bắt giữ ông Durov có thể liên quan đến những khiếu nại chống lại Telegram, đặc biệt là việc ông từ chối kiểm duyệt nội dung trên nền tảng này và ngăn chặn tội phạm sử dụng nó. Telegram, ứng dụng đã đạt gần 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, được CEO Durov và anh trai của ông thành lập vào năm 2013 tại Nga. Doanh nhân này còn mang các quốc tịch khác như các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất và Sankis và Nevis và định cư tại Dubai. Ông Durov được các quốc tịch Pháp vào năm 2021. Hãng thông tấn RIA dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga tin rằng đến thời điểm nào đó Mỹ sẽ bỏ mọi hạn chế với Ukraine về sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn giữ nguyên lệnh cấm sử dụng Atac MS để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi cuộc đột kích vào Kursk gia tăng sức ép lên Washington nhằm thay đổi diễn biến xung đột, thì các tuyên bố công khai từ các quan chức Mỹ cho thấy lập trường này không có dấu hiệu thay đổi trong tương lai gần. Người phát ngôn văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng cho hay, vào tháng 5, chúng tôi đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công dọc biên giới. Tuy nhiên, Ukraine chỉ có thể sử dụng các tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp trong lãnh thổ của họ. Đây sẽ tiếp tục là chính sách của chúng tôi và nó sẽ không thay đổi cả trong chiến dịch quân sự của Ukraine vào Kursk. Cùng quan điểm với Mỹ, trao đổi với Breaking Defense, người phát ngôn chính phủ Anh cho biết hiện chưa có sự thay đổi trong lập trường của Anh Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ quân sự để giúp Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công bất hợp pháp của Nga. Chúng tôi đã khẳng định rõ các trang thiết bị do anh cung cấp được sử dụng cho hoạt động phòng thủ của Ukraine. Ông Kay Gills, học giả tham vấn cấp cao về chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu về quan hệ quốc tế có trụ sở tại Anh, cũng nhận định với Breaking Defense rằng cuộc đột kích vào Kursk nên được coi là một đòn giáng mạnh vào những tưởng tượng hạt nhân của Nga, điều mà họ đã gieo rắc ở những nơi như Washington và Berlin. Sự ủng hộ công khai với việc nới lỏng các giới hạn hỗ trợ vũ khí cũng được các nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng trong những ngày gần đây. Đăng tải trên mạng xã hội, cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng các vũ khí để đối phó với quân đội Nga phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này sẽ tăng khả năng tự vệ của Ukraine bằng cách chấm dứt trạng thái an toàn của Nga đối với các cuộc tấn công và ném bom vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông Borrell cũng chỉ ra rằng bất kỳ động thái dỡ bỏ hạn chế nào đều sẽ thúc đẩy tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình và giảm sự phá hủy ở Ukraine. Theo ông Borrell, vấn đề này sẽ được nêu ra trong tuần này khi các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng EU, trong đó có ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, tham gia các cuộc trao đổi trong hai ngày ở Bruxelles, Bỉ. Giữa bối cảnh Mỹ và Anh đều chịu áp lực phải nhượng bộ, thì các đối tác quốc tế của Ukraine một lần nữa nhấn mạnh Kiev có quyền tự do sử dụng các loại đạn dược được tài trợ theo ý muốn. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với DV của Đức rằng chúng tôi chưa bao giờ đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với những vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine và chúng tôi cũng không có ý định làm điều đó hiện nay. Ông cho biết các hệ thống vũ khí của Thụy Điển đã góp phần đẩy lùi lực lượng hải quân của Nga ở Biển Đen và giúp Ukraine có thể tiếp tục vận chuyển ngũ cốc, phá vỡ sự phong tỏa của Moscow. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đề cập đến xung đột Nga-Ukraine trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ vào ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương chương trình được giới thiệu là những câu chuyện không qua kiểm duyệt về các sự kiện anh hùng và các vấn đề thế giới hiện tại do cựu lính biệt kích hải quân siêu của Mỹ, ông Sean Ryan, làm người dẫn. Ông Trump nói trong chương trình rằng quân đội Nga là những chiến binh mùa đông tuyệt vời. Họ đánh bại Đức và Napoleon. Họ không dễ bị khuất phục. Nga có lực lượng quân sự hùng mạnh, còn Ukraine thì không, nhưng chúng ta đang viện trợ cho Ukraine rất nhiều tiền. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Kiel của Đức, theo dõi các khoản viện trợ, Mỹ và các đồng minh đã chuyển hơn 400 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, trong đó có hơn 120 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp. Không đi sâu vào chi tiết, ông Trump phản đối việc Mỹ chiếm phần lớn khoản viện trợ quân sự với lý do các thành viên châu Âu của NATO cần phải chia đều khoản đóng góp. Ông Trump nói thêm cuộc chiến đó tàn khốc hơn nhiều so với những gì mọi người biết, đồng thời hứa sẽ giải quyết cuộc xung đột này với tư cách là Tổng thống đắc cử mà không cần chờ đến lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Cựu Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng xung đột sẽ không nổ ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng. Ông cũng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ca ngợi khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Lần đầu ông đề cập đến vấn đề này trong buổi giao lưu trực tuyến trên Fox News vào tháng 2 sau đó lại nhắc lại vào tháng 7 khi kể lại cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi được người dẫn chương trình Ryan hỏi sẽ chi tiêu bao nhiêu cho gói 175 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã phân bổ viện trợ cho Ukraine, ông Trump chỉ nói rằng Mỹ hiện có hơn 30.000 tỷ đô la Mỹ nợ quốc gia. Cựu Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì lâu năm góc đã làm cạn kiệt kho vũ khí dự trữ mà ông dày công xây dựng trong suốt thời gian tại nhiệm. Ông Trump nói họ đã đưa tất cả cho Ukraine, giờ thì chúng ta lại không còn đạn dược nữa. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang tới gần, câu hỏi về chính sách của nước này đối với Ukraine, nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ngày càng được quan tâm. Ông Trump từng nhiều lần phát biểu rằng, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông sẽ nhanh chóng tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine đây cũng được xem là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú này. Sau cuộc gặp với ông Donald Trump hồi tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lưu ý rằng cựu Tổng thống Mỹ đã có các kế hoạch chi tiết và chắc chắn cho việc lập tức đóng vai trò trung gian hòa bình ở Ukraine và sẽ không đợi cho đến sau lễ nhậm chức mới làm điều này nếu ông tái đắc cử. Có 4 kịch bản chính về tác động có thể có của chính quyền ông Trump 2.0 đối với xung đột ở Ukraine như sau. Kịch bản thứ nhất, đàm phán ngừng bắn sụp đổ Mỹ giảm hỗ trợ nhưng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu. Kịch bản này dễ xảy ra. Theo kịch bản này, chính quyền ông Trump 2.0 sẽ giảm hỗ trợ tài chính và quân sự, buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Đồng thời, ông Trump có thể tham gia đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột. Nhiều khả năng, Washington sẽ hành động trước để giúp Kiev giành ưu thế trong đàm phán, có thể bằng cách giảm thiểu các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và việc sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ đổ vỡ vì một hoặc cả hai bên tin rằng họ sẽ có ưu thế hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Ukraine tiếp tục thúc đẩy việc tái kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ. Kịch bản thứ hai, đàm phán ngừng bắn sụp đổ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ để củng cố vị thế đàm phán và an ninh của Ukraine. Kịch bản này có thể xảy ra. Theo kịch bản này, các cuộc đàm phán ngừng bắn cũng sụp đổ, nhưng Mỹ quyết định vẫn duy trì hoặc thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự quan trọng cho Ukraine vì sợ rằng việc dừng viện trợ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực của Kiev. Từ đó dẫn đến xung đột tiếp tục kéo dài và đặt ra mối đe dọa lớn hơn cho các nước NATO. Quyết định này cũng được thúc đẩy phần nào bởi lo ngại của Mỹ rằng việc cắt viện trợ cho Ukraine có thể tạo ra nghi ngờ về quyết tâm của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc bảo vệ đồng minh trên toàn cầu, tác động đến cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Kịch bản thứ ba đàm phán ngừng bắn thành công nhưng nguy cơ xung đột tái diễn vẫn trực chờ. Kịch bản có thể xảy ra. Theo kịch bản này, việc Mỹ đe dọa cắt giảm hỗ trợ sẽ buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Nga ra tín hiệu nhượng bộ để đổi lấy những hạn chế về hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine, bao gồm cả việc đóng băng không chính thức nhưng vô thời hạn nguyện vọng trở thành thành viên NATO của Kiev. Đàm phán ngừng bắn thành công. Tuy nhiên, khi Mỹ và phương Tây ngừng cung cấp các loại khí tài cho Ukraine, đấu đá chính trị nội bộ sẽ trở nên ngày càng rõ nét bên trong và giữa các quốc gia thành viên NATO. Kịch bản thứ tư Ukraine cứng rắn hơn trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nguy cơ leo thang nghiêm trọng và xung đột Nga NATO kịch bản khó xảy ra. Theo kịch bản này, Ukraine tính toán sai lầm và cho rằng cả nguy cơ Mỹ giảm hỗ trợ lẫn nguy cơ thất bại tại bàn đàm phán đều tồn tại. Do đó, Kyiv ngày càng trở nên cứng rắn hơn trong xung đột, một phần nhằm thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ phương Tây, ngay cả khi điều này có nguy cơ dẫn đến sự gia tăng các hành động ăn miếng trả miếng từ Moscow kịch bản tồi tệ này có thể dẫn đến gia tăng xung đột Nga-Ukraine và lớn hơn là nguy cơ xung đột Nga-NATO. Tuy nhiên, kịch bản này khó trở thành hiện thực bởi Ukraine khó có thể đưa ra tính toán sai lầm vì các cường quốc phương Tây, đặc biệt dưới thời chính quyền của ông Donald Trump, luôn không muốn xung đột trực tiếp với Nga. Do đó, nhiều khả năng Mỹ sẽ dứt khoát giảm hỗ trợ cho Ukraine nếu xung đột Nga-NATO sắp xảy ra. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo nhiều nhà quan sát, các phát ngôn mang tính công kích cá nhân đã trở thành thương hiệu của ông Trump xuyên suốt ba kỳ tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, những màn công kích ấy đã mất dần hiệu quả sau khi đảng dân chủ thay người, buộc ông Trump phải thay đổi chiến thuật đối đầu với bà Harris. Trong tuần tới, lịch trình tranh cử của ông Trump kín đặc với các sự kiện vận động tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Các bang xanh quan trọng nắm giữ chìa khóa của kỳ bầu cử tháng 11. Theo CNN, đây được xem là nỗ lực lật ngược tình thế của Đảng Cộng hòa khi cuộc đua đã sắp cán đích và bà Kamala Harris vẫn đang ở kèo trên trong hầu hết mọi bảng xếp hạng. Lịch trình tranh cử của ông Trump đã được điều chỉnh sau thành công của Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào tuần trước. Nhiều nhà quan sát nhận định, vị thế và sức ảnh hưởng liên tục tăng cao của bà Harris sau sự kiện này đang đe dọa khả năng trở lại nhà trắng của ông Trump. Tất nhiên, cựu tổng thống cần phải tăng cường hiện diện trước công chúng nhằm giành lại sự chú ý. Song câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu ông Trump có thay đổi cách tiếp cận cử tri để phù hợp với thời cuộc hay không. Đội ngũ vận động tranh cử và những người ủng hộ trung thành của ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông theo đuổi một đường lối tranh cử nghiêm túc hơn trong thời gian tới. Cuối tuần trước, trên chương trình State of the Union của đài CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng thông điệp của Đảng Dân Chủ về sự lạc quan và niềm hy vọng được đưa ra trong đại hội toàn quốc vừa qua đã mở ra một cơ hội thay đổi trong Trump. Ông Graham nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN, Đảng Dân chủ nói về hy vọng và sự lạc quan, nhưng họ không biết rằng những điều này không tồn tại trong thế giới thực. Thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn. Hóa đơn sinh hoạt và chi phí nhà ở của các bạn sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi một nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn lên thay thế. Trước đối thủ mới đến từ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng ông chỉ nói lan man và không có trọng tâm. Giáo sư Dan Casino, thuộc Đại học Felege, Dickinson nói, ông Trump đã xây dựng sự nghiệp chính trị của bản thân xoay quanh hình ảnh người da trắng nam tính. Trong quá khứ, điều này được xem là thế mạnh, nhưng hiện không rõ hình ảnh đó có còn tác dụng không. Đồng thời cho rằng ông Trump nên tinh tế và khéo léo hơn trong tranh cử. Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng, chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng: một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía nam trong khi đó chương trình nghị sự của ông chủ cũ nhà trắng cũng có nhiều điểm sáng nhưng chúng đã bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng xã hội phần lớn là công kích cá nhân cựu tổng thống donald trump có vẻ không bị thuyết phục bởi những yêu cầu thay đổi chiến thuật tranh cử từ các cố vấn tại một cuộc họp báo vừa qua khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên đảng cộng hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình ông trump đã nói về những cuộc công kích cá nhân tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân. Trước truyền thông, ông chủ cũ Nhà Trắng cho biết sẽ điều hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình. Theo đó nhấn mạnh những thành tiệu đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trên nền tảng so sánh với chính quyền đương nhiệm. Ông Trump nhiều lần cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đã không có cơ hội diễn ra nếu ông còn là tổng thống Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong vòng 24 giờ sau khi tái nhiệm. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, lịch trình sắp tới của cựu tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ giờ đến ngày mùng 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày mùng 10 tháng 9 tới với phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hậu trường, là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ sau nhiều lần thảo luận, gần đây, ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9. Như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó, đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, nước Mỹ. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc được trường luật Market công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngả hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu Tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Những sự kiện sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu Tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump là khó thay đổi. Đối với ứng cử viên Harris, những tuần tới áp lực sẽ ngày càng tăng trong việc trình bày chi tiết hơn các kế hoạch của bà nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt, bao gồm nhập cư, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và tội phạm. Bà chắc chắn sẽ được yêu cầu nêu rõ học thuyết chính sách đối ngoại và nêu chi tiết hơn về cách bà có thể xử lý một loạt các điểm nóng nước ngoài. Hiện tại, nhóm của bà dường như không vội vàng đưa ra các báo cáo chính sách hoặc lên lịch trình xuất hiện chính sách. Theo đài truyền hình CNN, Phó Tổng thống Harris đã tổ chức buổi đào tạo tranh luận chính thức đầu tiên của mình tại Đại học Hogwarts trường đại học có tiếng trong lịch sử dành cho người da màu ở thủ đô Washington, DC. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đã nhờ một trong những đối thủ cũ của Phó Tổng thống là ông Tulsi Gabbard, người trước đây từng tranh cử Tổng thống với tư cách là thành viên Đảng Dân Chủ vào năm 2020 hỗ trợ. Sau nhiều lần có những tuyên bố trái ngược, tuần trước, cả hai ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã đồng ý tổ chức vòng tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Đài truyền hình tổ chức ABC thông báo sự kiện sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở bang Philadelphia. Đội ngũ chiến dịch của bà Harris đang tất bật chuẩn bị cho bà có phần tranh luận tốt nhất trong ngày 10 tháng 9 tới. Theo CNN, bà Harris chưa bước lên sân khấu tranh luận nào kể từ khi đối mặt với cựu phó tướng của ông Trump là ông Mike Pence vào năm 2020. Trong buổi đào tạo tranh luận tại Đại học Hogwarts, một nhóm cố vấn của Đảng Dân Chủ đã tham gia cùng bà Harris, bao gồm ông Philippe Rens, trợ lý lâu năm của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ngoài ông Rens, bà Karen Dunn, người đã giúp bà Harris chuẩn bị cho cuộc tranh luận phó Tổng thống vào năm 2020, cũng đang tham gia vào quá trình chuẩn bị tranh luận. Theo các nguồn tin, các cựu trợ lý của bà Harris là bà Rohini Kosoklu và ông Sean Clark cũng tham gia vào quá trình này. Về phần mình, Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lựa chọn việc khôi phục cách tiếp cận được triển khai trong cuộc tranh luận vào tháng 6. Ông tham gia vào các phiên họp chính sách ít chính thức hơn với các trợ lý thân cận, cố vấn và đồng minh giữa các lần xuất hiện trong chiến dịch và những lần đi đánh gôn. Sự tham gia của ông Gabbard đã được người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là bà Caroline Levitt, xác nhận với đài truyền hình CNN. Sau khi rời Đảng Dân Chủ vào năm 2022, ông Gabbard đã trở thành một trong những người bạn đồng hành tiềm năng của ông Trump. Sự quan tâm của ông Trump đối với ông Gabbard trước thềm đối mặt với đối thủ Harris vào tháng tới xuất phát từ màn tranh luận trong cuộc đua năm 2020 của hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Vào thời điểm đó, bà Harris đã chỉ trích quan điểm chính sách đối ngoại của ông Gabbard, trong khi ông Gabbard lên án những vụ án mà bà Harris tham gia khi là công tố viên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Levitt cho hay Cựu tổng thống không cần chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống, nhưng sẽ tiếp tục gặp gỡ các cố vấn chính sách và những người có khả năng ăn nói hiệu quả như ông Tulsi Gabbard, người đã thành công áp đảo bà Kamala Harris trên sàn đấu tranh luận. Cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024 chính thức bước vào giai đoạn quyết định. Các ứng cử viên được cho là sẽ tăng tốc nỗ lực để thuyết phục những cử tri chưa đưa ra quyết định hay còn dao động. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Với cuộc bầu cử này, quốc gia chúng ta có cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ. Một cơ hội để vạch ra một con đường mới tiến về phía trước, không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là với tư cách là người Mỹ. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống da màu đầu tiên và có gốc Nam Á đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, một loạt thử thách đang đợi bà ở phía trước. Cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông dự kiến vào cuối tháng này. Hàng trăm triệu đô la Mỹ dự định cho chiến dịch quảng cáo và có lẽ quan trọng nhất là cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bất chấp sự lạc quan mà bà đã mang lại, Đảng Dân Chủ thừa nhận rằng cuộc đua vẫn quá xít xa để có thể tự tin vào một chiến thắng. Theo trang tin Politico, sự bùng nổ năng lượng xung quanh ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris mới chỉ dừng lại ở việc đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng. Ông Trump vẫn dẫn đầu, hay ngay cả khi bị tụt lại sau thì vẫn ở phạm vi sai số cho phép ở nhiều bang chiến trường quan trọng. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử mới đây ở Arizona, ông Trump đã không ngừng chỉ trích đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và phó tổng thống Kamala Harris vì đã quá tập trung vào ông thay vì thảo luận về biên giới hay lạm phát. Đây đều là những vấn đề mà cử tri Mỹ xếp vào danh sách những mối quan tâm hàng đầu. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ phải chuẩn bị cho cả hai khả năng. Đó là giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris sẽ đi qua và Đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách phản công. Đảng Dân Chủ cần có các đề xuất chính sách thực sự, vững chắc, nêu rõ các kế hoạch của cặp đôi tranh cử là bà Kamala Harris và ông Tim Walz cho nước Mỹ. Giáo sư khoa học chính trị Jennifer Lawless tại Đại học Virginia nhận định giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris đã kéo dài khoảng 4 tuần, khá dài. Câu hỏi đặt ra là liệu bà ấy có thể duy trì được đà này hay không? Trong khoảng 10 ngày nữa, bà sẽ có một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Điều đó có nghĩa là một cơ hội nữa để thúc đẩy động lực, hay ít nhất là duy trì năng lượng và sự nhiệt tình mà bà ấy đã đạt được trong suốt những tháng qua. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump đã gia tăng sau vụ ám sát ông bất thành và Đại hội Đảng Cộng hòa hồi tháng 7, bất chấp sự tham gia của bà Harris vào cuộc đua. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào đầu tháng 8 cho thấy, 42% người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ ông Trump. Một sự cải thiện rõ rệt so với 3 tháng trước, dù sự ủng hộ đối với bà Harris đã tăng. Điều này cũng thể hiện mức độ ủng hộ cao nhất dành cho ông Trump mà Pew ghi nhận được trong ít nhất 2 năm trở lại đây. Chuyển sang những diễn biến mới nhất về tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Palestine Wafa, người phát ngôn của Tổng thống Palestine tuyên bố người dân nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm danh giới đỏ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa Linh Thiêng. Mới đây, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nabin Abu Rudene đã lên án phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir về việc xây dựng một giáo đường do Thái bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo al mà Israel gọi là núi đền. Theo hãng thông tấn Wafa, Bộ trưởng Rudene nhấn mạnh người dân Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm danh giới đỏ, nhà thờ Hồi giáo al linh thiêng. Ông cáo buộc Tây Aviv đang tìm cách kéo khu vực này vào một cuộc xung đột tôn giáo, gây tác động tiêu cực tới tất cả mọi người. Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để kiềm chế chính quyền Israel và buộc họ phải tuân thủ nguyên trạng pháp lý cũng như lịch sử tại Jerusalem. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel ra thông cáo báo chí nhấn mạnh không có sự thay đổi nào về nguyên trạng ở núi Đền, tức al khu phức hợp nhà thờ hồi giáo Al-Qassah mà Israel gọi là núi Đền, có ý nghĩa thiêng liêng đối với cả người hồi giáo và người Do Thái từ lâu. Nơi đây đã là điểm nóng giữa hai bên. Theo nguyên trạng, các tín đồ không phải người hồi giáo có thể đến thăm công trình này ở trung tâm thành cổ Jerusalem nhưng không được phép cầu nguyện hoặc trưng bày các biểu tượng tôn giáo ở đó. Tuy nhiên, trong phát biểu gần đây, Bộ trưởng Ben-Gvir tuyên bố người Do Thái có thể cầu nguyện tại đây, khiến chính quyền Palestine bất bình. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cũng đưa tin, Bộ ngoại giao Ai Cập đã lên án mạnh mẽ những phát biểu của Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir về kế hoạch xây dựng giáo đường Do Thái trên Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ Israel phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ nguyên trạng tại nhà thờ Hồi giáo al Qasa và tôn trọng các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo. Ai Cập đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một thế lực chiếm đóng và chấm dứt các tuyên bố không thiện trí nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Cairo, những tuyên bố vô trách nhiệm như vậy liên quan các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo ở các vùng lãnh thổ của Palestine chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực cản trở nỗ lực đã được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dọc theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Mới đây, kênh truyền hình al News TV đã dẫn lời một nguồn tin cấp cao nêu rõ Ai Cập đã nhắc lại với tất cả các bên rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của Israel dọc theo hành lang Philadelphia chiến lược ở biên giới giữa giải Gaza và nước này. Ai Cập là một trong những bên trung gian hòa giải quan trọng trong các nỗ lực thúc đẩy việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza. Một điểm bế tắc chính trong cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian là việc Israel muốn hiện diện tại hành lang Philadelphia một giải đất hẹp dài 14,5 km dọc biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn cũng kêu gọi Israel rút quân khỏi cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất từ lãnh thổ Palestine không do Israel trực tiếp kiểm soát. Trước đó vào tháng 7, phía Cairo đã từng yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia nằm trên biên giới Ai Cập, giải Gaza. Ngoài ra, thời điểm đó Cairo còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc rút lực lượng Israel khỏi cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine để có thể mở cửa trở lại tuyến đường bộ duy nhất nối giải Gaza với thế giới bên ngoài, đồng thời cho rằng chỉ người Ai Cập và Palestine mới có quyền quản lý cửa khẩu này. Một tháng sau đó, thêm một lần nữa Ai Cập tái khẳng định quyết tâm của mình về việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia. Tuyên bố của nguồn tin cấp cao Ai Cập cũng khẳng định các thông tin do truyền thông Israel đưa ra trước đó rằng Ai Cập đã đồng ý để Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại hành lang Philadelphia là hoàn toàn sai lệch. Tuyên bố lần này được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập, Qatar và Mỹ tăng cường nỗ lực làm trung gian để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài tại Gaza. Vào tháng 5, Israel đã phát động chiến dịch tấn công Rafah, lần đầu tiên kiểm soát khu vực biên giới của Palestine nằm giữa Gaza và Ai Cập. Kể từ khi Tel Aviv rút binh lính và người định cư khỏi giải đất này vào năm 2005, Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo Israel về việc kiểm soát hành lang Philadelphia sẽ vi phạm hiệp ước hòa bình năm 1979. Ai Cập cũng bác bỏ đề xuất của Israel về sự phối hợp giữa Israel và Ai Cập để kiểm soát cửa khẩu Rafah, nhấn mạnh rằng cửa khẩu này phải do Ai Cập và chính quyền Palestine quản lý. Cục diện căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục bị đẩy lên cao khi hai quốc gia đối địch với tiềm lực quân sự hùng hậu là Israel và Iran không ngừng đưa ra những lời đe dọa cứng rắn nhằm vào nhau. Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng nước này Abbas Arachi vừa tái khẳng định quyền đáp trả của Iran với vụ Israel ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas tại thủ đô Tehran hồi cuối tháng 7 vừa qua. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, Ngoại trưởng Iran nêu rõ nước này sẽ tiến hành đòn giáng trả được tính toán cẩn trọng và chính xác nhằm vào Israel. Ông Araki tuyên bố Iran không tìm cách gia tăng căng thẳng nhưng cũng không sợ hãi kịch bản này. Trước đó, trong các cuộc điện đàm với một số người đồng cấp châu Âu những ngày qua, tân ngoại trưởng Iran Araki cũng liên tục khẳng định quyền đáp trả của nước này đối với vụ ám sát thủ lĩnh tối cao lực lượng Hamas ông Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran. Iran cáo buộc vụ ám sát do Israel tiến hành. Về phần mình, dù không bác bỏ hay xác nhận vai trò trong vụ ám sát, giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẵn sàng cho mọi kịch bản trả đũa từ Iran và các đồng minh. Mới nhất, truyền thông Israel cho biết các lực lượng vũ trang nước này vừa tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn với kịch bản giả định về cuộc tấn công ồ ạt do Iran và lực lượng Hezbollah thực hiện vào khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam Israel. Trong khi hơn 3 tuần qua, Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông đã nhiều lần đe dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cũng như chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Suk ở Liban. Nhưng điều đáng chú ý là ngay cả các quan chức có liên hệ với Iran và Liban cũng không biết Tehran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến có thể thực hiện cuộc trả đũa nghiêm trọng như thế nào. Truyền thông Iran dẫn lời Ali Fatvi, phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC rằng các mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei liên quan tới trừng phạt Israel là rõ ràng và minh bạch. Nhấn mạnh chúng sẽ được thực hiện theo cách tốt nhất có thể nhưng không nêu cụ thể. Bên cạnh những lời đe dọa mập mờ, cũng có những dấu hiệu cho thấy Iran đang trì hoãn viễn cảnh xung đột lớn hơn. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết, ông tin Hezbollah và Iran đã mắc kẹt trong lời thề trả đũa của chính họ. Một số cho rằng thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Gaza là lối thoát tốt nhất cho căng thẳng hiện tại. Mới đây, bình luận trên trang web của Trung tâm Kennedy Nga và Á-Âu có trụ sở tại Berlin, Đức. Chuyên gia về Iran Nikita Shmagin thuộc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga nhận định khi Trung Đông ngày càng chìm sâu vào vòng xoáy xung đột, sự tham gia của Nga vào khu vực này ngày càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng kéo dài gần một năm qua, với cường độ xung đột chưa từng thấy, Nga Vốn duy trì lập trường trung lập và duy trì liên lạc với tất cả các bên, nay lại đang ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột do mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ với Iran. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm tăng hợp tác giữa Nga và Iran trong một sự thay đổi địa chính trị lớn. Trước đó, Nga từng nỗ lực duy trì vai trò trung lập ở Trung Đông, nhưng thực tế mới sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel, dẫn đến phản ứng từ Tel Aviv với kế hoạch quân sự ở Gaza đã khiến việc duy trì điều này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi Mỹ và Nga ngày càng đối đầu trực diện, Moscow bắt đầu xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Iran, một đối thủ truyền thống của Mỹ và Israel trong khu vực. Ông Smagin cho rằng, việc này đã gây ra sự lo ngại sâu sắc tại Mỹ và Israel, đặc biệt khi Nga thường xuyên đứng về phía Iran trong các tuyên bố chính thức. Trên tiền tuyến Syria, Nga và Iran đã hợp tác chặt chẽ để gây áp lực lên các lực lượng Mỹ. Máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động nguy hiểm gần nhau, trong khi các nhóm dân quân thân Iran tấn công các căn cứ của Mỹ trên mặt đất. Mặc dù vậy, Nga vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ vai trò trung gian trước đây. Moscow vẫn duy trì các cuộc đàm phán với các cường quốc khác, bao gồm cả Israel, để tránh xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, khi quan hệ với Iran ngày càng chặt chẽ, việc duy trì tính trung lập trở nên khó khăn hơn đối với Nga. Nga và Iran hiện không có kế hoạch trở thành một liên minh quân sự đầy đủ, nhưng mối quan hệ này đã cho phép Nga tiếp cận thiết bị và công nghệ của Iran để sử dụng trên tiền tuyến ở Ukraine. Ngược lại, Moscow đang xem xét việc bán thiết bị quân sự tiên tiến cho Tehran, bao gồm các trực thăng quân sự, máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không. Vấn đề cấp bách nhất đối với Iran hiện tại là nâng cấp lực lượng không quân và hệ thống phòng không của mình. Đối thủ chính của họ, Israel, sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất trong khu vực và có thể dựa vào sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ. Với những lo ngại đó, Iran đã bắt đầu nhận các trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga. Mặc dù quy mô của các đợt giao hàng này vẫn còn hạn chế do cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng nếu tình hình xung đột ở Ukraine lắng xuống hoặc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, Moscow sẽ có khả năng tự do xuất khẩu thêm thiết bị quân sự cho Tehran. Điều này có thể làm thay đổi cục diện an ninh khu vực, khiến Mỹ và Israel phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới. Có thể nói, việc Nga cung cấp vũ khí cho Iran có thể không ngay lập tức thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng nó gửi đi một tín hiệu rõ ràng. Moscow đang ngày càng bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột Trung Đông, đặc biệt khi khả năng Iran nhận được thêm các hệ thống phòng không tiên tiến từ Nga ngày càng tăng. Trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang chững lại, Qatar vẫn tiếp tục làm trung gian cho các bên trong những cuộc xung đột toàn cầu khác. Các quan chức từ Nga và Ukraine đã không gặp gỡ ngay từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra. Tuy nhiên vào cuối tuần trước, tin tức về các cuộc đàm phán khả thi do quốc gia Trung Đông Qatar làm trung gian đã xuất hiện. Theo Washington Post, cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về chủ đề trên, nhận định cuộc đàm phán có thể tạo ra lệnh ngừng bắn một phần và từ đó mang lại thỏa thuận đình chiến cho cả hai quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ vì quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Nhưng tin tức về tiềm năng đàm phán giữa Moscow và Kiev cũng có thể được xem là một chiến thắng khác cho quốc gia vùng vịnh nhỏ bé nhưng giàu khí đốt, Qatar. Với Qatar, các mối quan hệ chính là chìa khóa. Nước này nổi tiếng với mạng lưới liên lạc rộng lớn, đa dạng. Kể từ năm 2001, Qatar đã cho Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân. al Udeid hiện là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông với khoảng 10.000 quân. Theo chuyên gia về các quốc gia vùng vịnh tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, Cynthia Bianco, Qatar chắc chắn được hưởng lợi từ điều này vì chính phủ các nước phương Tây và cả phương Đông ở một mức độ nào đó cho rằng Doha là người bạn hữu ích. Qatar còn có khả năng đồng cảm với các bên. Trong khi hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Doha vẫn khéo léo với các tổ chức Hồi giáo trong khu vực. Nhận định đây là một phần của các phong trào chính trị phổ biến, điều không thể xóa bỏ hoặc né tránh. Các thành viên Taliban từng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn ở Qatar, quốc gia mà họ tin là thấu hiểu tất cả các bên. Cũng theo chuyên gia Bianco, các nhà đàm phán Qatar không nhất thiết phải có kỹ năng đặc biệt dù được đào tạo cho công việc này. Bà không cho rằng họ giỏi hơn các nhà ngoại gia của các chính phủ khác bao gồm cả ở châu Âu. Điểm mạnh của các nhà đàm phán Qatar theo chuyên gia Bianco là thái độ cố gắng trung lập nhất có thể. Đối với Doha, việc đóng vai trò hòa giải là vô cùng quan trọng. Và điều đó có nghĩa là Doha đặt vai trò này lên trên mọi thứ khác, kể cả chính trị nội bộ và khu vực. Ngoài ra, cũng theo bà Bianco, điều này liên quan tới sự giàu có của Qatar, bởi các nguồn lực của nước này cho phép họ tiếp đón các bên liên quan và giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Tuy nhiên, Việc trở thành nhà đàm phán của thế giới không hề đơn giản. Các cuộc đàm phán Hamas-Israel hiện tại mà Doha tham gia là một trong những cuộc giao dịch có rủi ro cao nhất mà nước này từng thực hiện. Ở một số thời điểm, các chính trị gia Israel cáo buộc Qatar đang tài trợ cho Hamas. Trong khi đó, các chính trị gia Mỹ đã kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ với Qatar nếu Doha không gây thêm áp lực lên Hamas. Các chuyên gia nhận định rằng thế giới cần Qatar đảm nhiệm vai trò trung gian vào thời điểm này. Trả lời DVKP Ông Rabi Enhadat, Giám đốc Bộ phận Ngoại giao Đa phương tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ đánh giá rằng nhân loại trong quá khứ đã phải trả giá đắt vì không ngồi lại và nói chuyện với nhau trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới. Chuyên gia Rabi Enhadat nhấn mạnh, ngày nay chúng ta cần các nhà trung gian tạo điều kiện cho những bên đang xung đột nói chuyện với nhau và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, ngoại giao và theo luật pháp quốc tế thủ tướng israel benjamin netanyahu cảnh báo rằng sẽ không dừng lại sau các cuộc không kích vào liban nhằm vào nhóm vũ trang hezbollah ông netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các chúng ta đang tấn công hezbollah với những đòn đánh bất ngờ và áp đảo đây là một bước tiến nữa nhằm thay đổi tình hình ở phía bắc và đảm bảo an toàn để công dân của chúng ta có thể trở về nhà và tôi xin nhắc lại đây chưa phải là dấu chấm hết ông netanyahu cho biết quân đội israel đã phá hủy hàng nghìn rocket tầm ngắn tất cả đều nhằm vào dân thường và lực lượng của chúng ta ở Galilee. Ông Netanyahu nói thêm, IDF quân đội Israel đã đánh chặn tất cả các máy bay không người lái mà Hezbollah phóng vào một mục tiêu chiến lược ở trung tâm Israel, nhưng không tiết lộ mục tiêu là gì. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin rằng mục tiêu mà Hezbollah nhắm đến là trụ sở của cơ quan tình báo Mossad gần Tel Aviv. Cũng trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ và rằng bất kỳ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Theo IDF, Israel hứng chịu rất ít thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Sosani cho biết, chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá tình hình hậu quả của cuộc tấn công, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chỉ có một chút thiệt hại, rất ít thiệt hại. Trong khi đó, Nhật báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ, ông Netanyahu đang chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận nhằm mở đường cho việc thả những con tin Israel còn bị giam giữ ở giải Gaza. Trước đó, trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Anh và Pháp, tân ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định nước này có quyền trả đũa Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas. Tại Mỹ, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Sean Savet cho biết tổng thống joe biden đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở israel và liban theo lầu năm góc bộ trưởng quốc phòng lloyd austin đã trao đổi với người đồng cấp joab galan về các biện pháp phòng thủ của israel chống lại hezbollah tuyên bố cho biết bộ trưởng austin tái khẳng định cam kết sắt đá của mỹ đối với việc phòng thủ của israel nhằm chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ iran và các đối tác cũng như lực lượng ủy nhiệm trong khu vực Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến xung đột Nga-Ukraine, thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã ráng đòn loại bỏ phân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các điểm dân định cư ở vùng cớt. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết, quân đội Nga đã ráng đòn loại bỏ nhân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 điểm dân định cư ở Kursk. Thông báo nêu rõ, Kết quả những cuộc tấn công đường không, hỏa lực pháo binh và hoạt động tác chiến của quân Nga là đã đánh tan nơi tập trung binh lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22 và số 61, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia và lữ đoàn bảo vệ số 1004 của Ukraine trong các điểm dân cư Vyshnevka, Gokdivka, Ivaskovsky, Krasnoktyavsky, Kruglenkoi, Liubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochina, Plekhovo, Rubanschina và Snagost. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các cuộc không kích đã được thực hiện vào vùng Sumy nhằm vào binh sĩ và thiết bị quân sự từ lực lượng dự bị của Lữ đoàn Cơ giới 22, 41, 54, 61 và 115. Các lữ đoàn không kích 80 và 82, lữ đoàn xung kích 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 gần Belopolie, Belovodi, Vorosba, Drusba, Katerinovka, Obodi, Pevomaiskoy, Pesachanevoy, Peremoga, Svesa, Sumi, Ukrojedi, Junakovka và Jaschebinoy. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Kiev tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Lực lượng chính quy của Ukraine từng vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào tỉnh Kursk của Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tuyên bố cho biết các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc với sự hỗ trợ bởi máy bay quân đội và lực lượng pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các đơn vị xung kích đối phương về phía Komarovka, Malaya Lopnia, Nechayev và Chekaskoy Poresnoy. Các nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn gần Visniovka, Boki, Pogrebi và Spanoi. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ chiến dịch phá hủy quân đội Ukraine vẫn tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã cung cấp thêm tên lửa và pháo cho các lực lượng Nga được triển khai tại khu vực biên giới Kursk theo yêu cầu từ các trụ sở hoạt động khu vực tàu tuần dương kirov của liên xô là loại tàu chiến lớn nhất thế giới được chế tạo sau thế chiến thứ hai dựa trên kích thước và vũ khí được trang bị các tàu kirov thường được xếp vào lớp tàu tuần dương chiến đấu lớp kirov có tất cả các phẩm chất cần có để trở thành một chiếc tàu chiến đáng gờm nhưng hiệu quả hoạt động trên thực tế của chúng lại bị hạn chế moscow chỉ đủ sức duy trì một chiếc tàu kirov còn lại trong bối cảnh hạm đội hải quân của họ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Khi nghiên cứu để phát triển tàu tuần dương lớp Kirov, các quan chức Liên Xô nhấn mạnh rằng lớp tàu này phải có khả năng chống lại hạm đội tàu ngầm của Mỹ. Cụ thể, Liên Xô yêu cầu lớp thiết giáp hạm mới phải có khả năng mang theo một lượng lớn tên lửa chống ngầm SSN-14 và sau đó là tên lửa chống hạm P-700 Granite. Cuối cùng, hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa Granite được NATO định danh là SSN-19 Shipwreck đã trở thành vũ khí chính của tàu Kirov tên lửa Shipwreck được phát triển vào những năm 1970 để thay thế cho tên lửa P-70 Amethyst và P-120 Malakhit cũ của Liên Xô do chúng có tầm bắn ngắn. Khi Hải quân Mỹ xây dựng các nhóm tác chiến tàu sân bay, việc phát triển một hệ thống tên lửa được cho là phù hợp hơn với điều kiện của Liên Xô khi đó. Lớp Kirov được đặt tên để vinh danh chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu chiến được đóng trong chiến tranh lạnh. Mặc dù Hải quân Liên Xô đã có kế hoạch đóng ít nhất 5 chiếc tàu chiến tuần dương như vậy, nhưng sự sụp đổ của Liên Xô đã cản trở mục tiêu này. Kirov, chiếc tàu dẫn đầu của lớp bắt đầu được đóng vào giữa những năm 1970 tại xưởng đóng tàu hải quân Bantysky ở thành phố Leningrad. Đến năm 1980, tàu chính thức được đưa vào hoạt động và được các thành viên NATO đặc biệt danh là Baltic Combatant 1, Bancom. Frunze là tàu thứ hai trong lớp được hoàn thành. Tiếp theo là Kalinin, nay là đô đốc Nakhimov và Yuri, nay là Piotr Veliky. Những chiếc tàu này đều sử dụng năng lượng hạt nhân, chúng được thiết kế để trang bị nhiều loại cảm biến, bao gồm radar kiểm soát hỏa lực, radar tìm kiếm trên không, trên mặt nước và sonar gắn trên thân tàu. Hệ thống đẩy của tàu tuần dương Kirov sử dụng cả năng lượng hạt nhân và tua bin hơi nước. Về mặt lý thuyết, cho phép tàu có thể đạt tốc độ tối đa 31 hải lý một giờ. Trong khi hai tàu chiến lớp Kirov đầu tiên đã được đưa vào chế độ nghỉ hưu, thì tàu đô đốc Nakhimov đã được chọn để trải qua quá trình hiện đại hóa vào năm 2006, theo các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, chiếc tàu Tuần Dương này sẽ quay trở lại hoạt động vào một thời điểm nào đó nhưng chưa xác định cụ thể. Một số chuyên gia tin rằng lớp tàu chiến này sẽ không bao giờ ra khơi nữa. Hãng thông tấn Tass cho biết, tàu sẽ tái gia nhập hạm đội được trang bị tên lửa chống hạm Javelin và phương tiện lướt siêu thanh Afgac. Tốc độ siêu thanh của Javelin sẽ khiến con tàu này trở nên cực kỳ nguy hiểm bởi nó có thể xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây. Các nguồn tin của Nga khẳng định rằng Zikron có thể di chuyển với tốc độ Mach 8 gấp 8 lần tốc độ âm thanh. Zikron hiện được xem là loại tên lửa nhanh nhất thế giới đang được biên chế. Sự bổ sung này sẽ giúp tàu đô đốc Nakhimov hồi sinh và trở lại biển cả với sức mạnh mà nó từng được biết đến. Hãng tin Reuters cho biết Ukraine đã kêu gọi Belarus rút một lượng lớn lực lượng và thiết bị của Belarus được triển khai tại biên giới chung của hai nước. Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo Belarus không được phạm sai lầm bi thảm khi chịu áp lực từ Liên bang Nga, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus chấm dứt các hành động đối nghịch và rút quân khỏi phạm vi biên giới. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, trong trường hợp Belarus vi phạm biên giới quốc gia Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền tự vệ được bảo đảm bởi hiến trương của Liên Hợp Quốc. Thông cáo nhấn mạnh, tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở quân sự và các tuyến đường tiếp tế ở Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo, quân đội Belarus tiến hành các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Belarus và cựu chiến binh Wagner nằm trong số lực lượng được triển khai ở biên giới, cùng với các trang thiết bị vũ khí như xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật. Số binh lực này được bố trí tại khu vực Gomen, gần biên giới phía bắc của Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev chưa bao giờ và sẽ không có bất kỳ hành động đối nghịch nào chống lại người dân Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết, biên giới Belarus-Ukraine được gài mìn nhiều chưa từng có và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ cố gắng vượt qua biên giới. Cảnh báo nêu trên được ông Lukashenko đưa ra cùng với thông tin rằng Ukraine đã triển khai hơn 120.000 binh sĩ tại biên giới với Belarus. Còn về phía Belarus, nước này đã triển khai gần 1 phần 3 lực lượng vũ trang dọc theo toàn bộ biên giới. Ông Lukashenko không nói chính xác có bao nhiêu quân được triển khai dọc biên giới Belarus, nhưng theo báo cáo cân bằng quân sự năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 quân. Ngoài ra, nước này còn có khoảng 12.000 lính biên phòng. Liên quan tới việc Belarus tăng cường triển khai quân ở biên giới với Ukraine, hãng tin Reuters của Anh cho biết, Kiev không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của họ, nhưng Kiev đã nói rằng họ không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Belarus sẽ tăng cường lực lượng tại biên giới. Hãng tin Reuters cho biết thêm, phát biểu nêu trên của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đưa hàng nghìn quân qua biên giới với Liên bang Nga tấn công vào tỉnh Kursk. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.